Vâng, thưa ban nhạc hiếu, chúng tôi xin phép ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể dân làng và tân khách họ hàng gần xa. Hôm nay là ngày đưa tiễn của ông Phạm Lương Thiện ra nơi an nghỉ cuối cùng, tới đây đang đổ nghỉ tay sắp tới nơi mộ phần. Thật là nhớ những khi cụ còn sống ở trên đời, cụ sống thì có dân con làng và có các cơ quan đoàn thể. Những khi cụ đau yếu thì được bà con dân làng các đoàn thể về thăm hỏi, động viên, trao bánh, trao quà. Hôm nay cụ mất lại về nhà đưa tiễn cụ đi xa. Thật là tấm lòng và ngọc ấy gia đình anh em con cháu chắc cụ vẫn chưa nói hết được lời cảm ơn. Mà mời ban nhạc hiếu chú tôi xin đứng trước hương hồn của cụ để xin cảm ơn tấm lòng quý báu của toàn thể dân làng và tân quý khách họ hàng gần xa. Sáng hôm nay đã về đưa tiễn cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Trên chín tầng trời cao lòng mà lâu, dưới mười phương đất sông thanh thanh, cuộc dỗ về đổi thay này mà thay đổi. Này cụ ông Phạm mà Lương Thiện 95 tuổi cõi trần về đây, thì tới đây đã gần đến nơi mộ phần. Gia đình con cháu có đặt một giải tiền để bà nội bắt con đò cụ về nơi đất thần. Tay treo tiền tuổi mà con còn tiểu trường nghĩ ai để trong lòng mà xót thương. Tay treo liêm liêm gì đà, xin giả ơn đi các cô ấy không là cảm tạ để phụ ra nơi mộ phần.
xin cảm ơn là thái vãi mà chưa già. Tay nâng đi cầu vươn đi độ vong ra mộ phần. Xin cảm ơn hội cao tuổi trong nhà. Đã vì phương đương đưa khổ hồn này đi xa. Xin cảm ơn ông chức hiệu mà hôm nay đã chỉ đường để dẫn lối lúc này khổ vong đi. Xin cảm ơn đi các bác các anh bồ thì đã nhiệt tình để giúp đưa gia đình mà cháu thông liên đi ra. Cũng vì con vì cháu trong nhà, các vị về phương biếng chia quần cùng cháu con. Xin cảm ơn hội đồng lớp với đồng mà liên, hội đồng ngũ với con của trên đời. Hoa tang về phụng viếng chia buồn cùng quyến ta. Xin cảm ơn đi khách xa với bạn gần. Nay về nhà phụng viếng đưa phụ thời mà đi xa. Xin cảm ơn đi nhân dân sông dưới làng thi. Xin cảm ơn hội phụ nữ đoàn thanh niên Thủy Bình đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình mà cháu con. Tới đây con cho lời mời cháu khi công việc mà xong xuôi, cha chúng cháu đã được yên nơi mộ phần. Mời bên đảng bên chính quyền, xin kính mời ban tổ chức mà lễ ta, hội Phật giáo các cô chữ già, ông chấp hiểu với anh em đồ thì, tận khi khách nghĩ họ mà gần đi xa. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời ông chức hiệu của anh em đô thị lại tiếp tục giúp đỡ gia đình quyến thang.